Và chúng ta sẽ đi đến với chương 5 là chương về cắt giảm toàn nâng cao. Ở trong chương này thì sẽ tiến hành hướng dẫn giải một số cái bài toán nâng cao mà có thể gặp trong đề thi, và thêm nữa đấy là anh sẽ giảng về cái phần lý thuyết mà liên quan đến cái cắt giảm toàn nâng cao này. Đầu tiên là chúng ta đi vào cái phần ma trận và cái phép nhân hai ma trận. Đầu tiên là về phép nhân hai ma trận, thì nếu mà chúng ta có được một cái ma trận A mà cấp m nhân n và một cái ma trận B là cấp n nhân p, thì ma trận A thì có n cột và ma trận B thì có n dòng. Khi đó hai ma trận A và B nhân được với nhau và sẽ thu được một cái ma trận tích A nhân B cấp m nhân p. Và ở đây chúng ta sẽ ký hiệu là cái ma trận AB thì bao gồm các phần tử CJ m nhân p. Từ đó chúng ta rút ra được một số cái kết luận quan trọng như sau. Đấy là đầu tiên, đấy là cái vector dòng Y của ma trận A nhân B, lúc này nó AB tất cả dòng Y, nó được tính theo công thức, đấy là nó chính là bằng A dòng Y mà nhân với cả cái ma trận B. Tiếp theo đấy là cái vector cột J của ma trận tích A nhân B thì nó chính là bằng AB tất cả cột J, và nó được tính theo công thức, đấy là lấy ma trận A mà nhân với cả cái vector cột J của ma trận B. Tiếp theo nữa thì nếu mà chúng ta muốn tìm cái phần tử thuộc cái dòng Y và cột J của ma trận A nhân B, và khi này thì phần tử thuộc dòng Y cột J của ma trận AB chính là CJ. CJ thì sẽ được tính theo công thức lấy cái, bằng cách là chúng ta lấy cái vector dòng Y của ma trận A và nhân với cả cái vector cột J của ma trận B. Thì đây nâng cao hơn một chút nữa, thì chúng ta muốn tính cái phần tử mà thuộc dòng Y và cột J của cái ma trận tích A nhân B nhân C. Thì khi này chúng ta ký hiệu là cái ma trận tích này nó chính là bằng DJ và cấp M nhân Q. Thì khi đó thì cái phần tử thuộc dòng Y cột J của ma trận tích A nhân B nhân C ấy, lúc này nó sẽ được tính theo công thức là bằng AB tất cả dòng Y và nhân với cả C cột J. Và ở đây thì chúng ta sẽ, đấy là việc là chúng ta áp dụng cái công thức tìm cái phần tử thuộc dòng Y cột J của cái ma trận tích của hai ma trận A nhân B. Thì ở đây chúng ta coi cái ma trận AB lúc này nó là một ma trận. Ta coi ma trận AB lúc này là một ma trận vì tích của hai ma trận thì nó chính là một ma trận. Khi này chúng ta có công thức đấy là AB tất cả dòng Y và nhân với C cột J. Tiếp theo chúng ta lại áp dụng cái công thức về cái dòng vector dòng Y của ma trận A nhân B ấy. Thì ở đây chúng ta có A dòng Y thì chính là bằng AB tất cả dòng Y thì chính bằng A dòng Y mà nhân B. Cho nên là D dòng Y lúc này chúng ta sẽ khai triển nó thành là A dòng vector dòng A của ma trận vector dòng Y của ma trận A nhân với cả ma trận B. Sau đó thì chúng ta sẽ nhân với cả cái vector cột J của ma trận C. Thì ở phần tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với cả các cái tính chất của cái phép nhân hai ma trận. Đầu tiên là tính chất kết hợp. Thì trong tính chất kết hợp này thì chúng ta có hai cái tính chất kết hợp. Để đầu một là cái tính chất kết hợp của cái phép nhân hai ma trận, và hai là tính chất kết hợp của cái phép nhân một số với cả một ma trận. Ở dưới đây thì chúng ta có thêm cái tính chất phân phối. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái tính chất phân phối mà nhân hai ma trận thì chúng ta cần phải chú ý đến cái tính thứ tự của cái phép nhân hai ma trận. Nếu mà chúng ta nhân ma trận A vào đằng trước của ma trận B cộng C ấy, thì lúc này nó chính là bằng A nhân B và cộng A nhân C. Còn nếu mà chúng ta nhân với cả ma trận D mà vào đằng sau của ma trận AB cộng C thì lúc này nó chính là bằng B nhân D và cộng C nhân D. Có tính thứ tự trong phép nhân hai ma trận bởi vì là hai ma trận nó sẽ không có tính giao hoán. Tức là với nếu mà người ta cho ma trận A và B bất kỳ thì chúng ta không thể có được đấy là AB bằng BA. Lúc này hai ma trận phép nhân hai ma trận sẽ không tính giao hoán. Thế còn tùy theo mà đề bài người ta cho đấy là hai ma trận tính chất giao hoán thì chúng ta được phép sử dụng AB bằng BA, hoặc đề bài có cho thẳng luôn đấy là hai ma trận AB thỏa mãn đấy là AB bằng BA thì chúng ta sẽ được sử dụng tính giao hoán này. Một vài cái tính chất khác trong cái phần phép nhân hai ma trận đấy là cái phép nhân một ma trận với ma trận đơn vị. Thì chúng ta có được mọi ma trận mà nhân với ma trận đơn vị thì chính bằng ma trận đó. Thì mọi ma trận đơn vị mà ma trận đơn vị mà nhân với cả ma trận mọi ma trận thì chính cũng chính bằng bằng ma trận đó này.
Thế còn trong trường hợp mà A và E là hai mặt trận vuông cùng cấp thì chúng ta cũng có được đấy là A nhân E thì bằng E nhân A và bằng A. Thêm nữa thì chúng ta có cái phép phép nhân mà kết hợp với cả cái phép chuyển vị thì chúng ta có được cái chuyển vị của một tích A nhân B. Thì lúc này nó chính là bằng tích của các mặt trận chuyển vị nhưng nhân theo chiều ngược lại. Nó sẽ là bằng B phẩy nhân A phẩy. Thế còn là chuyển vị của cái ma trận chuyển vị ấy, thì nó chính là bằng chính cái ma trận đó. Ở đây thì anh muốn giải thích một chút, đấy là tại sao mà chúng ta không có được với AE bằng EA với mọi ma trận bất kỳ, mà điều này chúng ta chỉ đúng nó chỉ đúng với ma trận vuông thôi. Thì đây nếu mà chúng ta giả sử được, đấy là chúng ta giả sử được trong tình huống đấy là ma trận A mà cấp M nhân N. Thì trong trường hợp ma trận A cấp M nhân N mà chúng ta muốn nhân với một ma trận E thì ma trận E này ma trận vuông cấp N thì nó sẽ là bằng ma trận A. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhân với cả muốn nhân ma trận E vào đằng trước của ma trận A cấp M nhân N thì nó vẫn bằng ma trận A. Tuy nhiên thì ma trận E này nhân vào thì nó sẽ phải là ma trận đơn vị cấp M. Thì khi này thì rõ ràng là nếu mà chúng ta viết AE, nếu mà chúng ta viết là AE mà bằng EA thì điều này có nghĩa là chúng ta đang đồng nhất hai ma trận E này với nhau. Nhưng mà trong khi đó thì nếu mà M khác N thì hai ma trận EN và EM là hai ma trận hoàn toàn khác nhau. Thì khi đó thì cái trường hợp đấy là AE bằng EA và bằng A này thì nó chỉ đúng trong trường hợp đấy là đối với ma trận vuông thôi. Còn phần tiếp theo, phần 2 nhỏ thì chúng ta sẽ học về cái phần vết của ma trận. Thì đây là một vết của ma trận là một cái kiến thức hoàn toàn mới. Và vết của ma trận thì chỉ áp dụng đối với một cái ma trận vuông cấp N thôi. Thì trong đó thì vết của ma trận chúng ta thể kiệu nó là vết A này, hoặc là viết tiếng Việt luôn này, hoặc là viết theo ký hiệu tiếng Anh đấy là TR của A này, hoặc là chết của A này. Ở đây trong trường hợp này nếu mà chúng ta có được cái ma trận A mà nó bao gồm có các phần tử là AIG cấp N nhân N thì khi này vết của ma trận A thì nó được định nghĩa đấy chính là bằng tổng các phần tử trên đường chéo chính, tức là nó bằng A11 cộng A22 và cộng chấm chấm cộng ANN. Và đây chúng ta có một vài cái tính chất của vết ma trận. Vết thì chúng ta có được là vết của tổng hai ma trận thì chính bằng là tổng của các vết ma trận thành phần. Vết của A cộng B thì bằng vết của A cộng vết B này. Thứ hai chúng ta có được là vết của ma trận tích A nhân B thì chính bằng vết của ma trận tích B nhân A. Tuy nhiên thì để A nhân B và B nhân A có nghĩa thì điều này hiển nhiên là A nhân B và B nhân A đều là phải các ma trận vuông cùng cấp. Và cái tính chất thứ ba đấy là vết của ma trận A thì chính bằng vết của ma trận chuyển vị của nó, vết của A phẩy. Đây là một cái ví dụ về cái vết của ma trận. Thì nếu mà chúng ta cho một cái ma trận A mà vuông cấp 3 thế này thì vết của ma trận A thì chính là tổng các phần tử trên đường chéo chính, tức là bằng A11 là 1 này, A22 là 2 này và cộng với cả A33 là 3 thì vết của A chính là 1 cộng 1 cộng 1 và nó chính cho kết quả là bằng 3. Thì trong trường hợp hai ma trận bằng nhau, hai ma trận bằng nhau khi chỉ khi các phần tử tương ứng của nó phải bằng nhau. Và điều này dẫn đến các cái kết luận đấy là nếu hai ma trận bằng nhau thì chúng ta cũng có được đấy là hạng của hai ma trận phải bằng nhau này. Hai ma trận bằng nhau thì định thức của hai ma trận thì cũng phải bằng nhau. Và thêm nữa đấy là vết của hai ma trận cũng phải bằng nhau khi mà hai ma trận bằng nhau. Và cái tính chất về định thức và vết thì nó chỉ đúng với ma trận vuông. Cho nên là trong trường hợp nếu mà hai ma trận mà có định thức bằng nhau hay vết bằng nhau ấy thì nó là hai ma trận vuông cùng cấp. Thế còn thêm một cái nữa mà chúng ta cũng cần quan tâm đấy là về hạng của hai ma trận. Nếu mà hai ma trận mà có hạng khác nhau thì hai ma trận này không thể nào bằng nhau được. Cái phần thứ ba là chúng ta sẽ đi đến cái phần kiến thức về cái ma trận đối xứng và ma trận phản đối xứng. Nếu mà chúng ta có được cái ma trận A là ma trận vuông cấp N thì A này nó là ma trận đối xứng nếu mà chuyển vị của ma trận A chính bằng ma trận A.